gà luộc thưởng cho Loki với Marvin. Ba gần vào đây. Để tí học cây riêng từ con hai bên. Hai anh em, thằng nào thích con nào? Rồi, mấy con kia thì tí nó rồi luộc sau. Cho hai anh em thằng này ăn trước. Nào, để anh bẻ ra đã. Quay hai con đi Lộc. Rồi, pin đâu? Pin đây. Nhai thật kỹ. Rồi đấy, thế là còn là ấy mất cả phần của Yumi rồi. Một kia chờ cái thịt chín luộc hay là cho nó ăn. Tính ra là Loki là từ hôm đi thi lấy cúp to của Loki về thì bỏ luộc gà cho Loki hôm nay nó luộc được. Bao nhiêu ngày? Lịch. Lên lịch. Không có lần nào luộc được gà mà thì chẳng có thời gian. Vâng, ăn đi. Không có nuốt vội vội đâu nhá, ăn hết chả có thêm. Đi ăn đi. Có viên to quá. Quá to. Con này có viên là to hơn con kia cho nên là bên trong nó chưa chín hẳn. Là một con gà đã ra đi với Ki. Đây. Có Ki phục đấy. Mọi người mà cho chó ăn xương gà thì nhớ là một con ăn thì được. Gà công nghiệp này thì xương nó mềm thì có thể cho ăn xương ống được. Gà mà gà ta người ăn là cái xương đấy nếu mà muốn cho ăn là phải luộc thật là kỹ. Tôi không muốn con chó nó bị hóc xương. Chính là cái xương ức này là cái xương mà ăn lành này. Xương ức này không bao giờ sợ hóc. Đừng để dưới.
đấy, nó ăn khi nó ăn là nó căng bỏ lại cái xương ống rồi, thấy không? Không, chưa phải là đã thèm đâu, cho xương này nó sẽ ăn hết, xương ống nó sẽ bỏ lại. Cái này như là xương bánh chè, xương bên trên, xương này nắm này nó cho là sẽ ăn. Này lúc kia cho viên cục cho nó bằng anh bằng em nhé. Tôi ăn thế là chín đã rồi đấy. Hết rồi. Thế là mấy đứa kia phải chờ rồi. Tính là để cho anh nó bước vào thì mấy đứa kia làm được miếng. Ok đã xong nha. Chưa? Đã rồi thì rồi. Ok, quay lần hai thằng lên. Thôi, chúng ta lần này cái dây này ngắn quá nhỉ? Không là hai anh em mà ở gần nhau thì rất là tốt. Thôi rồi là thế được. Chưa, chưa ba. Nào, xích vào đây nào. Rồi, hai đứa. Chào bà con. Rồi. Pin. Đi nữa. Lucky. Đúng rồi. Hai đứa chào bà con.